xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sinh sống tại vùng ven của Liverpool, Anh Quốc. Hôm nay thứ bảy ông nội đến thăm Chi nè cô chú anh chị. Hôm nay chỉ có một mình ông nội đến thôi cô chú anh chị. Bà nội thì ngày mai mới đến, ngày mai chủ nhật bà nội sẽ đến và cùng gia đình của Kim đi xem Chi biểu diễn múa ba lê đó cô chú. Hôm nay Kim làm cái clip này là để thông báo với cô chú anh chị là kênh của Kim đã đạt được 5.000 subscribe rồi đó mọi người. Thì trước hết thì Kim cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn trong thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ Kim và cũng như yêu mến gia đình của Kim. Và trong video này thì Kim cũng sẽ chia sẻ với cô chú anh chị là sau khi làm YouTube hơn một năm qua thì Kim đã lãnh được bao nhiêu tiền lương từ YouTube nhé các bạn. Và cái sự phản đối của chồng và gia đình chồng như thế nào nữa. Thật ra đối với nhiều người thì 5.000 sub không có là cái vấn đề gì hết á cô chú anh chị. Nhiều người người ta làm chỉ 1 tháng, 2 tháng là đã lên mấy chục ngàn sub, cả trăm ngàn sub. Rồi nhiều người là cả triệu sub nữa. Nhưng mà mình có 5.000 sub mà tại sao mình ăn mừng? Là các bạn biết không, trong hơn một năm qua khi làm YouTube á, bây giờ khi mà Kim nhìn lại á, thì đúng là có rất là nhiều những cái gian nan. Thứ nhất là từ chính cái người chồng của mình luôn. Chồng Kim anh Tony là lúc ban đầu mà Kim làm đó là ảnh không có đồng ý cô chú anh chị. Ảnh nói là tại sao mà chia sẻ cái cuộc sống gia đình, hình ảnh của gia đình lên trên trang mạng xã hội. Ở trên mạng rất là phức tạp. Mình không có nên là chia sẻ cái cuộc sống riêng tư của mình. Làm như vậy ảnh không có thích. Nhiều khi Kim cũng buồn nhưng mà Kim có giải thích với ảnh là như hai mẹ con của Kim từ Việt Nam sang đây sống thì gia đình của Kim ở Việt Nam không có biết là cuộc sống của mình ở bên này như thế nào. Và cũng lo cho con, cho cháu của mình và nhớ nữa. Mặc dù là có gọi điện, FaceTime, nhìn mặt nhau nhưng mà vẫn không có hiểu được là cái cuộc sống của mình nó như thế nào các bạn. Cho nên là Kim muốn làm những cái video YouTube này nè để chia sẻ, kết nối với gia đình của Việt Nam, ở Việt Nam của mình, để mọi người, ông bà, cô chú hay là cha của mình có thể xem video và biết được là con cháu mình có cuộc sống như thế nào để mọi người đỡ phải lo. Thì từ từ chồng của mình cũng mũi lòng các bạn. Tại vì Kim muốn làm quá cho nên là ảnh cũng thôi kệ, làm thì làm. Nhưng mà mỗi một lần mà quay tới ảnh là ảnh không có được tự nhiên nha cô chú. Với lại mà thấy Kim cứ quay hoài, nhiều khi là đang nấu ăn cũng quay, rồi đang ngồi ăn cũng quay, cho nên nhiều khi ảnh cũng quạo đó. Ảnh cũng cự lại nữa, ảnh nói mà ảnh không có thích quay. Đó là cái phần của chồng á nha cô chú anh chị. Hôm qua mình nói với chồng là kênh của mình đã được 5.000 subscribe rồi, thì ảnh hôm nay ảnh dẫn cả nhà đi ăn nè cô chú anh chị. Quay lại cái câu chuyện mà bị phản đối làm YouTube hen cô chú anh chị. Thì cái người tiếp theo mà phản đối đó chính là mẹ chồng của mình. Ba chồng thì không có nói cái gì á cô chú anh chị, nhưng mà mẹ chồng thì không có thích. Không có thích mà là tỏ vẻ thái độ luôn đó mọi người. Cho nên là cô chú anh chị mà xem những lần mà mình quay mẹ chồng á, là mình chỉ quay khoảng 5-10 giây thôi chứ mình không có quay mẹ chồng lâu. Tại vì mẹ không có thích. Mỗi lần mà đưa cái máy qua mẹ quay á, là mẹ sẽ nói đừng có quay mẹ. Với lại mẹ nói là nếu như mà có quay ở cái nhà của mẹ thì cũng đừng có nhắc cái tên mẹ vô, đừng có nói cái địa chỉ nhà mẹ ở đâu này nọ. Thì mình nói là mẹ ơi đừng có lo, con sẽ không có nói những cái thông tin riêng tư đó lên mạng xã hội làm cái gì đâu. Mẹ chồng Kim với chồng Kim là có cái suy nghĩ giống nhau đó cô chú anh chị, là không có thích chia sẻ cái cuộc sống hình ảnh của con mình lên trên mạng. Nhưng mà sau này thì chồng mình nói thì mẹ cũng đã hiểu. Nhưng mà mẹ hiểu nhưng mà mẹ cũng không có thích quay mẹ nữa cô chú anh chị. Còn về phần ba chồng của mình á, thì ba rất là hiền. Mỗi lần mà quay ba là ba luôn hợp tác, ba cười, ba chơi với cháu. Ba làm kiểu tạo dáng này nọ, ba rất là vui cô chú anh chị. Nhớ lại những ngày mà mới bắt đầu làm YouTube đó cô chú anh chị, thì Kim chỉ có một cái điện thoại thôi. Đến bây giờ Kim vẫn quay bằng điện thoại đó cô chú anh chị. Mình không có cái đồ nghề gì hết á, không có đồ nghề gì hỗ trợ. Cho nên là khi mà những cái video đầu của mình á, mình quay rất là chóng mặt luôn. Không có cây gậy chống rung nè. Cho nên là nhìn nó cứ rung rung lắc lắc. Nhìn bây giờ mình xem lại những cái video đó mình thấy còn chóng mặt nữa đó cô chú. Nhưng mà Kim vẫn để chứ Kim không có xóa, giống như là để làm kỷ niệm vậy đó cô chú anh chị. Sau này thì Kim có mua thêm một cây gậy chống rung thì video của mình nó cũng đỡ hơn. Và Kim cũng có mua thêm một cái mic nữa, cái mic gắn áo á, để nói cho cái tiếng nó to hơn. Nhưng mà không biết mình mua chúng cái loại mic không có tốt hay sao đó, hay là mình bị xui gì đó mà mình xài được có vài tháng là cái mic nó hư luôn.
cho nên không có xài nữa, đến bây giờ cũng vẫn chưa có mua cái mới. Cho nên mà nhiều cái video của Kim á, cái giọng nói nó nghe nó không có rõ mà cái tiếng ồn xung quanh nó nhiều á. À, cô chú anh chị thông cảm cho Kim nha. Sau này Kim sẽ mua cái mic mới để cải thiện cái video của mình nó tốt hơn. Trước đây thì Kim cũng đã từng nhiều lần là suy nghĩ đến cái việc là không làm YouTube nữa cô chú. Tại vì thứ nhất là bị phản đối, thứ hai là cái kênh của mình nó ít có lượt xem và ít có lượt follow. Cho nên là nhiều khi thấy nản, cũng không có ra video nhiều cô chú anh chị. Nhiều khi một tuần mới ra một cái clip, nhiều khi nản quá 2-3 tuần mới ra một cái clip. Nhưng mà dạo gần đây thì Kim siêng năng chăm chỉ hơn. Mình suy nghĩ là phải làm một cái gì đó mới thì có lẽ là cái video của mình nó chưa có được hay cho nên là chưa có nhiều người xem. Thì bây giờ Kim đang đặt ra mục tiêu và cố gắng hết sức làm sao mà mỗi ngày ra được một cái video và chất lượng hơn và chia sẻ những cái câu chuyện cuộc sống chân thực nhất đời thường của Kim và gia đình Kim ở Anh Quốc. Mong cô chú anh chị yêu thương và luôn luôn ủng hộ Kim và gia đình của Kim nha. Thì nhân cái dịp mà kênh của Kim được 5.000 subscribe á, thì qua cái video này, trong cái clip này mà nếu như được bao nhiêu tiền từ YouTube thì Kim sẽ dành hết toàn bộ cái số tiền của cái clip này để làm từ thiện cô chú. Thì mùa hè này gia đình của Kim sẽ về Việt Nam thăm gia đình ở Việt Nam vào khoảng tháng 7, tháng 8 đó cô chú anh chị. Thì mình sẽ tổng kết vào tháng 7, tháng 8 nếu cái video này nhận được bao nhiêu tiền từ YouTube thì Kim sẽ dành hết cái số tiền kiếm được từ cái video này để làm từ thiện giúp đỡ những người già neo đơn ở quê hương của Kim. Cho nên là mong cô chú anh chị nếu như mà xem được cái video này thì hãy xem luôn quảng cáo để ủng hộ Kim nha. Và có thể nếu như mà cô chú anh chị có thời gian á, có thể xem đi xem lại 2-3 lần nhiều lần cũng được, Kim rất là cảm ơn luôn. Kim chỉ nhận sự ủng hộ từ cô chú là qua cái lượt xem video và lượt xem quảng cáo thôi. Chứ Kim sẽ không nhận bất cứ cái sự ủng hộ nào về tài chính bên ngoài hết nha mọi người. Và tới lúc đó khi mà Kim về Việt Nam thì Kim sẽ công khai cái số tiền của cái video này Kim nhận được bao nhiêu hen. Và chắc chắn là Kim sẽ góp thêm một phần vào nữa để làm từ thiện. Và bây giờ thì như cái lúc đầu Kim đã hứa là Kim sẽ chia sẻ về cái số tiền mà Kim đã nhận được từ YouTube hả các bạn. Thì thật ra là cái kênh của Kim có rất là ít lượt xem. Cho nên là cái số tiền mà mình làm trong suốt hơn một năm qua cũng không có nhiều nữa cô chú. Đây là cái số tiền từng tháng nè cô chú. Thì như cô chú anh chị thấy thì mỗi tháng Kim làm không có được nhiều cô chú anh chị. Cái tháng nào cao nhất là có được có 33 đô đó. Rồi có tháng có mười mấy đô nữa. Cũng chưa có đủ vốn nữa đó các bạn. Chưa có đủ vốn mà mình đã mua cái cây chống rung với lại cái mic nữa đó. Nhưng mà thôi mình làm cứ nghĩ là mình làm vì đam mê đi mọi người. Thì cũng nhờ cô chú anh chị và các bạn yêu thương cho đến ngày hôm nay thì Kim mới đạt được 5.000 subscribe. Bây giờ mục tiêu của Kim tiếp theo sẽ là 10.000 subscribe. Và Kim cũng sẽ cố gắng khắc phục trong từng cái video tiếp theo để cho mỗi ngày cái clip của mình được hay hơn, mang đến những cái câu chuyện chân thật hơn đến với cô chú anh chị và mong cô chú anh chị yêu thương và đón nhận. Thì hôm nay sẵn qua cái clip này thì Kim cũng xin chia sẻ luôn là Kim không phải là một người hoạt ngôn đó cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị xem video của Kim thì cũng biết rồi đó. Cái từ ngữ của mình nó chưa có được hay cô chú anh chị. Kiểu như là hồi xưa mình học văn dở lắm, học văn 5-6 điểm là cao hả mọi người. Cho nên là cái từ ngữ của mình nó không có được hoa mỹ, nó không có được hay. Mình nghĩ cái gì thì nói đó, nhiều khi nói cũng vấp nữa. Cho nên cô chú anh chị thông cảm, nhiều khi mà mình có nói cái gì sai á, hoặc là nói cái gì mà không hay á, thì cô chú anh chị cũng thông cảm và bỏ qua nha. Và mọi người có thể góp ý và bình luận ở phần bình luận, Kim sẽ đọc hết tất cả bình luận của cô chú anh chị. Và Kim cũng sẽ khắc phục và làm tốt hơn mỗi ngày. Mong cô chú anh chị thấy cái nào mà chưa hay hoặc là cần khắc phục thì cứ comment và góp ý với Kim thì Kim rất là cảm ơn luôn. Còn nếu cô chú anh chị nào mà hôm nay là lần đầu tiên đến với kênh của Kim thì cho Kim xin một comment nha, để Kim biết là hôm nay có khán giả mới đã xem kênh của Kim. Và Kim xin cảm ơn rất rất là nhiều đã chọn và xem video của Kim cùng với gia đình Kim. Và xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Kim nữa nha.
để Kim nhanh đạt được 10.000 subscribe. Và khi đạt 10.000 subscribe thì Kim sẽ làm một cái video ăn mừng 10.000 subscribe để tri ân cô chú anh chị đã ủng hộ Kim, và Kim sẽ dành cái số tiền mà ăn mừng 10.000 subscribe đó sẽ làm từ thiện tiếp ha cô chú anh chị. Và bây giờ thì một lần nữa Kim xin cảm ơn rất rất là nhiều cô chú anh chị đã dành thời gian hơn 10 phút xem cái video này đến thời điểm này. Cảm ơn hơn 10 phút quý báu của cô chú anh chị đã nghe những lời tâm sự về từ cái ngày làm YouTube của Kim. Và xin hãy luôn luôn ủng hộ Kim vào những video tiếp theo nha. Kim xin chân thành cảm ơn rất rất là nhiều luôn. Hồi nãy giờ cô chú anh chị thấy Kim nhai cái miếng thịt bò muốn trẹo quai hàm luôn đó mọi người. Cái miếng thịt bò nó hơi dai đó, mình nhai mỏi miệng luôn. Lúc nãy là Kim chọn cái miếng thịt bò rẻ tiền nhất đó cô chú anh chị. Chồng Kim nói là sao em không có chọn cái miếng ngon hơn đi, mà ăn cái miếng rẻ này nó không ngon thì sao. Nhưng mà Kim nói thôi ăn cái đó được rồi. Cái miếng thịt bò rẻ nhất là cũng 500 mấy chục ngàn đó cô chú anh chị. Còn cái miếng mà ngon đó đắt hơn là tới 1 triệu mấy lần. Cho nên thôi mình ăn cái này được rồi. West Ham 2-0 up, Paul. The story come up then. No, no, no. They are, 2-0 up, that's the story. That's that nice. Mm. Yeah,